xe sưởi là 80% người Việt Nam sử dụng. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với chuyên mục Vì Việt Nam Xanh. Thưa quý vị, người dân ở các tỉnh phía Bắc thì hơn một tuần nay đã quen với cái lạnh của mùa đông khi mà nhiệt độ có lúc xuống dưới 20 độ C. Cái lạnh khiến nhiều gia đình đã phải trang bị những dụng cụ để sưởi ấm, trong đó có một thiết bị được sử dụng nhiều, đó là đèn sưởi. Vài năm trở lại đây thì đèn sưởi đã được sử dụng nhiều trong các gia đình. Nó sẽ làm cho phòng tắm của chúng ta ấm lên bằng chính ánh sáng của bóng đèn. Chọn lựa và sử dụng thiết bị này sao cho hiệu quả, tiết kiệm điện. Chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyên mục Vì Việt Nam Xanh. Đèn 2 bóng, 3 bóng, 4 bóng. Đèn treo tường hoặc đèn âm trần. Ánh sáng vàng, ánh sáng hồng tím để trẻ nhỏ không bị chói mắt. Thị trường đèn sưởi nhà tắm hết sức đa dạng. Sử dụng đèn sưởi hiệu quả, tiết kiệm điện thì cần phải phù hợp với diện tích phòng tắm. Nếu phòng tắm nhà bạn mà từ 2 đến 4 mét vuông thì bạn hãy lựa chọn cái dòng đèn sưởi nhà tắm 2 bóng. Hai bóng thì bạn có sự lựa chọn của bóng màu trắng, bóng màu vàng. Cái nhãn hàng thì các bạn có thể lựa chọn những cái đơn vị nhà cung cấp uy tín làm sao phù hợp. Cái diện tích phòng tắm từ 4 đến 6 mét vuông thì gia đình nên lựa chọn cái dòng đèn sưởi 3 bóng. 3 bóng thì cũng có sự lựa chọn là đèn màu trắng và đèn màu vàng. Diện tích phòng tắm từ 6 đến 12 mét vuông thì bạn có sự lựa chọn là đèn sưởi nhà tắm 4 bóng treo tường hoặc 4 bóng âm trần. 4 bóng âm trần thì cũng có loại bóng màu trắng và bóng màu vàng. Loại bóng màu trắng nó có cái nhược điểm hơn là nó chói mắt hơn cái bóng màu vàng một chút. Thì tùy từng gia đình mình sẽ phù hợp và mình lựa chọn. Riêng cái hãng Haas, người ta có nhãn hàng đèn sưởi dành cho em bé. Đấy là đèn sưởi Hisense. Thì nó có cái loại công suất là 1.000W và 2.000W. Cái ánh sáng của nó là màu tím hồng. Nó sẽ giúp là hoàn toàn chống chói mắt toàn phần. Về cái độ tiết kiệm điện thì phòng tắm phù hợp thì bạn nên lựa chọn những cái dòng rất đơn giản như 2 bóng và 3 bóng. Vì cái bóng sưởi của đèn sưởi nhà tắm là nó sưởi ấm tức thì, bật lên là nó sưởi ấm ngay và nó rất là tiết kiệm. Theo những cái mà lần mà sưởi ấm và phản hồi từ những cái khách hàng họ đã sử dụng thì mỗi một lần mà tắm của họ thì mất trung bình từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng Việt Nam. Thêm một cách tiết kiệm điện là đèn sưởi nhà tắm có các mức điều chỉnh, có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ theo nhu cầu. Đèn sưởi nhà tắm là sử dụng công nghệ sưởi ấm bằng ánh sáng. Mỗi một bóng đèn sưởi nhà tắm là có công suất là 275W. Ví dụ như là đèn sưởi nhà tắm 2 bóng thì sẽ tổng công suất là 550W. Sẽ có hai công tắc để có thể lựa chọn. Đối với đèn 3 bóng cũng vậy, đèn 3 bóng cũng có thể hai công tắc hoặc 3 công tắc. Khi mà sử dụng sản phẩm mình đã cảm thấy đủ ấm rồi thì mình có thể tắt bớt công tắc đi để giảm nhiệt. Còn cái độ sưởi ấm của cái bóng đèn sưởi thì nó cao nhất là nhiệt độ 30 độ C và nó không có đốt cháy oxy.